về thì Đông Nhi xin được gửi lời chúc đến tất cả các bạn học sinh sinh viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng sẽ có một mùa Giáng sinh thật ấm áp, thật vui và sẽ có những cái kỷ niệm thật đẹp và ý nghĩa ở bên gia đình của mình. Xin chúc cho mọi người một mùa Giáng sinh ấm áp, ý nghĩa và vui trong lòng, hạnh phúc trong lòng. Con xin chúc tất cả các bạn, các anh chị, các em nhỏ cũng như là các thầy cô và nhân viên toàn trường trong tập đoàn có một mùa lễ Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm cúng, ý nghĩa bên gia đình và bạn bè của mình. Em chúc các bạn, các thầy cô và những anh chị, mọi người trong tập đoàn một Giáng sinh thật an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Em chúc mùa Noel thì mọi người sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Còn những em có điều kiện khó khăn thì sẽ vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp Giáng sinh thì mình chúc các bạn sinh viên có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và học tập thật tốt. Merry Christmas!